Ngày 4 tháng 12, ông Trương Hương Hảo, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Hoàng Quốc Việt quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, xác nhận sự việc một giáo viên đã uống thuốc định tự tử trước mặt ông và đồng nghiệp. Trước đó, vào chiều 2 tháng 12, ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Hoàng Quốc Việt tổ chức buổi họp kiểm điểm viên chức đối với cô VTNH, giáo viên môn Ngữ văn, lý do được đưa ra là vì cô tự ý bỏ nhiệm sở, bị phạt hành vi gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, cô H không nhận được thư mời họp từ phía nhà trường, chỉ biết thông qua đồng nghiệp và cô đã chủ động đến trường. Tại đây, nhà trường yêu cầu cô H làm bản kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật theo quy định. Nhận thấy mình không sai phạm, lãnh đạo nhà trường cũng không đưa ra được chứng cứ cụ thể. Vì quá bức xúc, cô H đã uống thuốc ngủ định tự tử trước mặt hiệu trưởng và đồng nghiệp. Ngay sau đó, đồng nghiệp đã đưa cô H đến Bệnh viện quận 7 để cấp cứu. Cô H được xuất viện trong đêm 2 tháng 12 và sức khỏe đã ổn định. Ông Trương Hương Hảo cho biết trong cuộc họp nêu trên, không ai có lời nói hay hành động xúc phạm giáo viên và cô Hắc được trao đổi ý kiến của mình. Ông Hảo khẳng định, nhà trường đã nhiều lần gửi thư mời đến địa chỉ nhà, email trong hồ sơ viên chức của cô Hắc, gọi điện nhắn tin để mời cô họp, nhưng không nhận được phản hồi. Dù vậy, cuộc họp kiểm điểm viên chức vẫn diễn ra. Ông Hảo cho biết khi sức khỏe cô Hắc ổn định, nhà trường sẽ mời cô lên họp để giải quyết vụ việc. Trước đó, vào tháng 11 năm 2021, cô H nhận được quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo bằng văn bản với lý do không thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng phân công vắng mặt không phép từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 29 tháng 10. Cô H đã công tác tại trường trung học cơ sở Hoàng Quốc Việt được 14 năm. Từ cuối năm 2018 đến nay, cô không được đứng lớp vì lý do sức khỏe. Trước khi sự việc nêu trên xảy ra, cô H đã nhiều lần tố cáo sai phạm của lãnh đạo nhà trường.